cái mình đừng có thấy cha dễ bao mày mời này răng đây thấy buồn buồn ra tầng nước rồi. Mũ hồng mũ hồng nhất là sao cái này cái này chắc nhất rồi nhưng mũ ái là thôi đừng quay nữa quay cái mũ khác này không không thế là đừng quay vào nó nữa xin mời chị nặng sao ngay mặt rồi chứ chị ngồi mũ mũ chai chai cứng cứng phải mưa không? Mưa à? Hay chi ngày nay người ta bị nhấc chân là biết rồi già cả rồi đang rứa rầm sau cái bát chè này chị kia vẫn ướp một ít sau chuyển vào nhà ấy rồi là mình sau từ từ lên lúc ăn xong hết mưa ấy thế kêu gì dễ đi thì sản mưa luôn thì mình đỡ đỡ bực mình ấy không mưa nữa mày mà có cái nhà này xóm phải vô thiệt là bùng mà trời đẹp dễ sợ như Loan cái xóm em kêu đi ông bạn đi đỡ yên tâm lắm kìa không ai chịu hết kêu không trời đẹp em không mưa đâu ai khẳng định không mưa em kêu ôi rồi biết ai mượn ấy giờ em khẳng định rồi chị vì ngày mô cũng cứ đến giờ đó là mưa này em biết rồi em chơi rõ cả thì do em khẳng định đó nay là hồi nó mưa đó em nói nghệ luôn hồi nó mà mưa tự nhiên cấm mấy cãi à giống chị và mi không im luôn không dám nói chứ luôn cái đoạn mà đi tìm mặt chị ấy kìa không đưa mấy gì đều cười nói rồi chị mày có bọc đi đâu rồi em sẽ gần xong rồi đây mấy phút nữa ta. 5 phút. Ừ. Ta cũng hấp hối rồi. Gồng nhập nó gần rớt cái móng mà. 10 mà chị tưởng mua gió làm rung cây nữa.
Mạnh bảo nhà ngủ ngủ như mục, nhà ngủ không biết gì luôn. Đúng là cô gái vô tư vô lời. Không mà chị nằm trong cái phòng á, không nghe chị luôn chị. Kín thiệt luôn á. Nghe hồi sáng mấy đứa cho chục ăn. Sợ con chục con đói á thì kêu nhốt cả đêm. Thấy bà vô tay gì nó hồi hồi hôm rồi hồi hôm là ăn vô rồi, lúc mà chị đi chơi về là chị thấy mẹ ở trong rồi. Rồi không biết còn lấy dao ra hâm dọa bà nữa nhé. Vui hù ổng để hù để em gửi sao mà ổng đem đi xa luôn rồi. Thế là ổng để ổng bỏ rồi đó, ổng đi phóng sanh, đi phóng sanh chục. Đi không ghê, sợ lắm. À kinh nghĩ răng cái trời cầm đụng với người hết rồi gớm bị bệnh đang trời chục lắng bệnh xong á. Làm cục này xì cục kia. Sơn bay mình ai bên mô cà phê mô ta trùm cà phê là ở đâu tụi bà nói là tao biết cái chết liền. Ừ. Trời chết trời. Đoạn đó mưa là nó vào đúng thất thơ thế cũng cục này mà đầu tiên này phê dễ sợ cho nó lên ngược lên phía trên nữa. Cái nó vừa tắt xong mà nặng ra mới đi. Cần rơi ra thôi.
À, được rồi, chị mệt quá.